Em xin chào các bác. Hôm nay thì rất là thú vị ở cái chỗ là cửa hàng ở bên em thì bị mất điện, nhưng mà đây là cái top khách thứ hai ở trong trong ngày. Buổi sáng thì có một top rồi, thì buổi sáng là các bác lấy cái con vang với bộ mic, thì bây giờ tiếp thì có bác ấy đang tham khảo là lấy cái bộ đầu màn chọn bài karaoke chuyên nghiệp. Thì bác khách này thực ra thì trước kia thì bác ấy đã mua ở bên em một bộ rồi, thì hôm nay thì bác ấy sẽ qua lấy cái bộ thứ hai. Thì không may là bên em thì hôm nay thì bị mất điện, và bên em thì rất 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 hiếm khi bị mất điện, thì hôm nay thì không may bị mất điện, và may thì đây thì có nhờ xe của bác khách này lấy ít điện ở xe của bác khách này. Buổi sáng thì các bác thấy cũng có cái video là cũng cái xe cũng kiểu xe như này để lấy cái bình ắc quy ra. Thì ở đây thì em cũng giới thiệu cho các bác là những cái bác nào mà có nhu cầu mà sử dụng những cái bộ kích điện như này rất là tiện. Cái bộ này nó vừa kích vừa sạc nhá. Các bác có cái bình ắc quy ngoài thì các bác sẽ sử dụng, và nó vừa kích cái bình ắc quy khi mà sạc đầy, và khi mà bị hết bình ắc quy mà các bác có điện lưới thì các bác sẽ sạc ngược lại cho bình ắc quy. Và trong cái trường hợp mà những cái bác mà có những cái xe ô tô mà có cái bình ắc quy sẵn như này thì càng tiện hơn. Trong trường hợp mà mất điện thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái bình ắc quy của cái xe ô tô này. Ở đây thì em sẽ bật điện cái bộ kích này lên. Ở đây thì cắm vào bình ắc quy thì nó sẽ có hai cái dây dây âm dây dương thôi. Ở đây là cái dây mà trong trường hợp mà sẽ có sạc ngược lại với bình ắc quy. Còn cái bình ắc quy ở trên ô tô thì có cái động cơ sạc ở trên ô tô thì không cần sạc ngược. Còn nếu mà các bác sử dụng cái bình ắc quy ngoài thì các bác sẽ dùng sạc ngược. Và đây là cái điện mà em sẽ dẫn vào trong cái phòng phòng của em. Bật điện lên các bác thấy là sẽ thông báo là điện áp ở bình ắc quy là 12V này, sau đó thì nó sẽ chuyển sang chế độ là inverter. Cái con này thì nó kích inverter, và lưu ý đặc biệt con ba cái này là nó sẽ chuẩn cái sóng sin nhé. Chuẩn cái sóng sin thì nó sử dụng cái thiết bị điện tử cũng như là những cái động cơ thì nó rất là bền. Còn các bác mua ở mà những cái hệ thống mà nó không chuẩn cái sóng sin ấy thì khi mà các bác sử dụng cái hệ thống karaoke ấy, thì nó bị ù bị rè, và khi mà sử dụng những cái động cơ như cái quạt ấy thì nó bị kêu và lâu ngày thì nó bị cháy động cơ. Thì các bác mua những cái hệ thống kích này thì các bác phải lưu ý là mua chuẩn xịn sóng sin. Đấy, và phải mua những cái hàng mà nó tốt tốt một chút thì nó chuẩn cái sóng sin. Cái con này thì là kích này nó tầm khoảng 3 triệu các bác nhá, tầm tầm khoảng 3 triệu cái bộ kích này. Thì nó kích là kích cơ và nó kích chuẩn sóng sin luôn. Ở đây thì dòng điện sẽ đưa vào. Ở đây thì bên trong thì em chỉ sử dụng tạm một cái đèn chiếu sáng ở đây đây. Cái đèn này đèn 50W các bác nhá, đèn 50W. Ở đây và cái hệ sáng thì đã thử một cái hệ thống âm thanh các bác hát karaoke rồi. Thì trong cái này thì em chỉ thử cho khách hàng là ở đây là cái đầu màn chọn bài thôi các bác nhé. Ở đây thưa các bác thì em đang lắp thử ở đây. Thì ở đây thì em chỉ để cái màn ở bên ngoài thôi. Cái màn này thì nó có cái chân các nhá, nhưng mà sẽ không lắp chân, và chỉ để thử cho khách hàng, để bàn giao cho khách hàng thôi. Ở đây thì các bác thấy là cái màn thì nếu mà các bác lắp chân vào thì nó cái kiểu dáng của nó như này này. Kiểu dáng nó như này. Và cái màn này là màn điện dung đời cao của hãng Việt KTV. Và cái màn này thì nó có cái viền LED rất là đẹp, màn điện dung viền LED 22 inch các bác nhá. Đời cao của hãng Việt KTV. Ở đây thì em bác khách thì bác ấy sử dụng cái đầu là đầu của hãng Smartcar. Cái Smartcar thì bên em giới thiệu rất là nhiều rồi, thì nó lắp được với tất cả những cái màn cảm ứng có mặt ở trên thị trường. Và đặc biệt là cái đầu này thì là cái đầu mà chạy online hiện giờ, thì nó là chạy online mà cái tốc độ nhanh nhất và nó ổn định nhất. Đặc biệt là khi mà hát karaoke thì nó chạy qua một cái server dành riêng cho hát karaoke ấy, thì nó sẽ chạy ra rất là mượt và tốc độ rất là nhanh, và bài hát đã thông qua chọn lọc và chất lượng âm thanh hình ảnh là tốt nhất. Và ở đây thì em đang lật cái đầu này lên và lắp cái ổ cứng. Thì khi mà mua ở bên em thì khách hàng có cái nhu cầu là lắp cái ổ cứng chứa dữ liệu bài hát là bao nhiêu thì em mới lắp vào. Ví dụ như bác khách này thì yêu cầu là ổ cứng 4T, hoặc là có những cái bác là 6T hay 8T thì tùy ý các bác. Thì ngay cả cái đầu này, cả kể các bác không cần lắp ổ cứng thì cái đầu này nó vẫn chạy ở chế độ là online bình thường. Rất là hay ở cái chỗ là cái đầu này không cần lắp ổ cứng, rất là hay. Đấy, rất là hay như vậy. Và cái ổ cứng này nó chỉ chứa những dữ liệu bài hát là trong trường hợp mà ví dụ như là các bác bị mất mạng hoặc là mạng kém thì khách hàng sẽ hát những cái bài hát ở bên trong cái ổ cứng này. Và cái đầu này thì nó có tính năng là tải những cái bài hát ở trên mạng về và lưu trữ ở bên trong ổ cứng, cũng rất là tiện cho anh em đi làm sự kiện, cũng rất là hay. Cái đầu này thì bên em đã có rất là nhiều video rồi. Trong cái video hôm nay thì mất điện thì em chỉ nói rượu sơ qua thôi, nói chuyện nhanh với các bác nhé. Thì thưa các bác thông cảm cho em, thì hôm nay bên em mất điện ấy thì em chỉ thử cho cái hệ thống này hoạt động bình thường thôi, thì em bàn giao cho khách hàng. Thì thực ra thì bác khách này thì bác ấy hôm trước thì trước kia thì cách đây khoảng mấy tháng anh nhỉ, cũng khoảng 2-3 tháng là anh cũng qua đây lấy một bộ như này rồi. Thì bác khách thì bác cái kinh doanh phòng hát thì 2-3 tháng trước thì bác đã qua lấy một cái bộ giống y xì như này rồi, và về bác ấy dùng thì bác ấy cảm thấy là nó ok, nó hợp lý. Thì hôm nay thì bác ấy qua bác lấy cái bộ thứ hai, thì rất là cảm ơn bác khách đã tin tưởng và tìm đến cái cửa hàng lần thứ hai. Và ở đây thì em sẽ thử cho các bác là đây thì em sẽ cắm lên cái tivi, do mất điện thì em sẽ thử nhanh cho các bác nhé. Có nghĩa là chỉ gọi là bàn giao cho khách hàng là máy nó hoạt động ok thôi, thì các bác cũng thông cảm là mất điện thì sẽ cũng không làm gì được nhiều. Ở đây thì đây là cái phần cảm ứng này.
Thì em nói qua sơ qua cái đầu này, với cái màn hình cảm ứng này thì nó rất là đơn giản, nó chỉ thay cái điều khiển từ xa thôi các bác. Thay vì là các bác phải sử dụng cái điều khiển từ xa, các bác chọc chọc chọn chọn ở trên điều khiển từ xa, thì chúng ta sẽ có cái màn hình cảm ứng này để chúng ta chỉnh ngay ở trên cái màn hình cảm ứng này. Và em nhắc nhắc lại là cái màn hình cảm ứng này là cái màn hình cảm ứng đời cao của hãng VKTV, cảm ứng RGB của VKTV, cảm ứng điện dung 22 inch. Và là con này thì nó hình thức nó cực kỳ là đẹp, rất là sang trọng. Màn hình thì màn hình cảm ứng điện dung một cái công nghệ cảm ứng hiện đại nhất bây giờ. Và cái xung quanh thì nó có cái viền LED trang trí rất là đẹp. Và đây là cái chân của cái máy các bác nhá. Đây là cái chân của máy thì em đang để rời ra chưa lắp vào, chỉ gọi là để mà thử cái này cho khách thôi. Còn các bác về các bác sẽ lắp vào chân, thì lắp vào chân thì hình thức nó rất là đẹp. Cái chân này chân cong của đời của VKTV. Và cái đầu smart này thì tại cái thời điểm hiện tại thì trên thị trường Việt Nam thì có rất là nhiều những cái dòng mà cung cấp những cái hệ thống đầu màn, nhưng mà với cái thương hiệu smart là chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ karaoke chuyên nghiệp là đỉnh nhất. Phải nói là nó sẽ mượt nhất và nhanh, tốc độ nhanh nhất vì nó chạy qua cái server riêng và cái tốc độ truy xuất rất là nhanh. Ngoài ra thì cái đầu này thì nó còn có vô vàn những cái tính năng khác để phục vụ các bác trong những cái lĩnh vực giải trí khác, không ở những cái việc karaoke mà các bác có thể xem phim 3D này, xem phim chiếu rạp này, nghe nhạc lốt lét này, lướt web vào Facebook, Zalo này, xem VTV, xem K cộng các kiểu luôn ở trên cái đầu này, rất là nhiều tính năng. Thì em chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Và đây thì nó lên cái giao diện ở trên cái màn hình chọn bài đây. Ở đây thì em sẽ thử cho các bác là cái phần mà ở đây thì chỉ thử cho các bác là cái phần mà nhạc ấy thôi nhé các bác nhé. Các bác thông cảm nó mất điện nếu không có phần online. Ở đây là cái hai cái phần online. Phần online thì nó sẽ có một số những cái bài offline. Có nghĩa là những cái bài mà các bác tải ở YouTube về. Đây là những cái bài tải từ YouTube về. Đây ví dụ em sẽ chọn một cái bài hát đây, chọn một cái bài hát này. Thì cái con này thì nó rất là đa năng, là các bác hát cả bên trong ổ cứng cũng như là cả hát cả ở trên mạng internet, nó rất là nhanh. Và các bác sẽ nhìn cái màn hình cảm ứng này thì cái màn hình của nó là cái màn hình cảm ứng điện dung đời cao, thành ra là hình ảnh nó rất là sắc nét và xuất lên trên TV đấy ạ. Đây em sẽ bật cái đường tiếng lên. Ở đây thì đang mất điện, thành ra là chúng ta sẽ sử dụng tương đối nhiều điện này. Một màn hình TV, một màn hình cảm ứng, một cái đầu này, một con đẩy này, một con vang này. Đấy, và một cái đèn ở đây thì cái bộ kia đây. Đây các bác thấy nó đang lên rồi này. Ở đây thì em sẽ thử lên hình lên tiếng với các bác nhé. Các bác thông cảm là mất điện. Đấy ạ. Ok, ở đây là cái phần âm thanh đã lên này, phần cảm ứng đã lên. Thì các bác cũng thực sự thông cảm nó mất điện, thành ra là cũng không thử gì nhiều. Ở đây thì nó sẽ có cái phần này, phần bài hát ở bên trong ổ cứng này, bài hát ở bên trong ổ cứng này, bài hát ở mạng internet này, nghe nhạc ở mạng internet này. Và ok, thì đây em sẽ tắt cái nhạc đi, nói chuyện cho các bác biết. Cái nhạc em thử đã lên đã thông này, đường hình ở trên TV. Thì con này nó xuất hình ảnh nó rất là nét các bác nhé, rất là sắc nét luôn. Và cái con này thì nó có cái chế độ là chọn bài cả trên điện thoại di động, có nghĩa là thay vì là các bác phải mua cả cái màn hình cảm ứng, mà những cái bác nào mà không mua màn hình cảm ứng, các bác mua cái đầu không về chọn bằng cái điện thoại di động cũng rất là tiện. Nhưng mà những cái phòng hát karaoke kinh doanh chuyên nghiệp như cái bác khách này, bác ấy đang kinh doanh chuyên nghiệp ấy, thì rõ ràng chúng ta phải sắm cái màn hình cảm ứng để cho khách người ta chọn bài trên cái màn hình cảm ứng cho tiện. Còn nếu mà các bác sử dụng ở gia đình thì chúng ta chỉ cần mua cái đầu này không thôi. Và đây chỉ là video giới thiệu sơ qua rồi, còn các bác quan tâm sâu hơn, quan tâm kỹ hơn cái dòng sản phẩm này thì các bác sẽ vào kênh của em, bên em ở bên YouTube thì có rất nhiều những video em giới thiệu chi tiết. Trong cái video này thì chỉ nói chuyện sơ qua thôi. Ok chưa anh? Thế thực ra thì bác khách này thì bác ấy đã sử dụng một bộ rồi. Anh ở nhà có bao nhiêu phòng nhỉ? Nhà có 3 phòng. Có 3 phòng hát. Thì hôm trước thì anh đã lấy một bộ rồi về dùng rất ok đúng không? Rất ok. Thì hôm nay thì rõ ràng thì khách thấy là dùng nó hợp lý, thì hôm nay mới lấy qua lấy bộ lấy thứ hai. Đây là cái bộ thứ hai bàn giao cho khách hàng. Ok, thì em xin dừng cái video đây cũng như là đóng gói để bàn giao cho khách hàng các bác nhé. Lưu ý là cái đầu này thì các bác sẽ lựa chọn là không ổ cứng này, ổ cứng 4T này, ổ cứng 2T, ổ cứng 3T, ổ 6T, 8T tùy ý các bác. Thì cả kể cái này không cần ổ cứng thì cũng chạy bình thường. Ở đây bác khách này thì bác ấy lựa chọn là ổ cứng 4T vì kinh doanh phòng hát thì mình phòng những cái trường hợp là bị mất mạng, thì có khách có những cái bài hát ở bên trong ổ cứng này để sử dụng, thế đó là mình phòng đấy các bác nhé. Thưa các bác, ở đây thì cũng em cũng lắp luôn hoàn thiện cho bác khách là cái hệ thống này. Thứ nhất là cái màn thì em sẽ lắp cái chân vào, thì các bác sẽ nhìn cái chân, cái màn thì nhìn trông rất là điệu, chân cong rất là điệu. Thì cái chân này thì hiện giờ là cái chân cái dáng kiểu này là đẹp nhất thị trường luôn. Cái cô này là người mẫu đứng luôn đầu thị trường luôn, chân cong luôn, người mẫu chân thẳng nhưng mà cô này chân cong là đẹp. Cái màn này thì nó có cái viền đèn trang trí xung quanh rất là đẹp các bác nhé. Dây ở đây thì em đã thay cho khách là cái dây là 10m đấy nhá, dây VGA 10m các bác thấy dây rất là dài, có nghĩa là dây lối từ đầu đến màn rất là dài. Và đầu đây thì đã lắp ổ cứng ok các bác nhá. Thưa các bác, ở đây thì đã test xong và bàn giao cho khách hàng cái đầu chọn bài Smart Car ổ cứng 4T và cái màn hình cảm ứng điện dung GRB của hãng VKTV đã ok các bác nhá. Đây các bác nhá, con này chân cong nhìn trông rất là đẹp luôn các bác nhá. Màn là màn cảm ứng điện dung phẳng lừ luôn. Ở đây thì em đã tháo cái bình ắc quy ở xe ra.
may quá có cái xe của bác ấy thì sử dụng là cái bình kích đấy. Sáng thì cũng có một khách, có bác khách, một tốp khách có qua thử cái bộ dàn âm thanh cũng phải dùng cái phương án này các bác nhé. Hôm nay thì không may lại mất điện. Ở bên em thì cực kỳ hiếm khi bị mất điện các bác nhé.